Xin chào anh em, trở lại chuyên mục Q&A bạn hỏi trả lời nè. Hé lộ cho anh em các bức ảnh tuyệt vời của sổ số mệnh 37. Bức A của Adwin nhìn thì đẹp và chất luôn, nhưng mà rất tiếc bức A thôi. Và đây là trang phục của Alistair. Đỉnh chóp đâu nào? Không thể thiếu được quốc công, nhân vật chính trong ngày hôm nay. Phải luyện tập dần thôi, đừng quên bấm nút like của em nhá. Mừng Noel đang tới nên tngshop.vn đang có rất nhiều ưu đãi lớn dành tặng cho anh em. Nhà khuyến mại nạp thẻ nè, giảm giá 50% nick game, mini game trên shop. Đặc biệt nhận quà Noel hoàn toàn free và có cơ hội nhận 999 quân huy cực cao. Không chỉ vậy, với 10k anh em có cơ hội trúng chọn bộ code skin XMS trong sổ số mệnh mùa 36 vô cùng hot. Vậy anh em còn chần chừ gì, truy cập ngay tngshop.vn trải nghiệm ngay nào. Điều tuyệt vời nhất của chuyên mục Q&A bạn hỏi trả lời ấy, đó chính là nhận được rất là nhiều comment nào là ủng hộ nè, rồi hỏi thăm TS và rất là nhiều các gợi ý hay ho để có thể làm thêm các nội dung tuyệt vời cho anh em. Nên điều các bạn cần làm là đặt ra các yêu cầu, gợi ý, hoặc đơn giản hơn, nếu bạn thấy video hay và chuyên mục Q&A tuyệt vời để giải đáp cho anh em thì đừng quên bấm nút like và comment chat đi nhé, để thể phát huy nhiều thêm. Phải luyện tập ngộ không dần thôi anh em, bởi vì bây giờ ấy, leo đanh chiến tướng dù là 5x hay là 10x, trời ơi, bọn nó gõ ngộ không ghê lắm anh em ạ. Thành ra tôi là một thằng không hay chơi ngộ không và không chơi giỏi cho lắm, nhưng phải luyện tập lại luôn. Góc trái mình của anh em là một chút trang bị và bảng ngọc gợi ý nhá. Còn ngộ không này ấy, thì mình thấy rất là đa dạng ở cái bảng ngọc. Trận đấu này ấy, thì mình đang cầm cái bảng ngọc là 1600 thị trí mạng, nhưng các bạn hoàn toàn để cầm cái bảng ngọc 3600 sáng trí mạng hoặc là 21% sáng trí mạng để thể điều hòa cân bằng giữa tỷ lệ trí mạng và cái lượng sát thương trí mạng mà ngộ không có thể gây ra nhá. Đương nhiên rồi, cái lối trang bị đầu tiên ấy thì chúng ta thường lên trong ngộ không, đó chính là mấy cái găng tay. Đấy, đang dụ nó anh em ạ, đang dụ nó. Đợi Aoi nha anh em, đợi Aoi nhá. Đợi Aoi thì mới đủ đam để mà giải quyết cái thằng Omen này, bởi vì nó dùng chiêu 2 ấy thì rất là căng. Thành ra phải cần người đi rừng của chúng ta. Thực ra cái ông Aoi này đáng ra pha đấy ra giúp cho mình quẹt thằng Omen hợp lý hơn anh em ạ. Ông lại thích đi ăn mấy con tà thần khó ra đúng không? Giúp mình thịt xong cái Omen này rồi sau đó chúng ta cũng ăn. Nó phải đơn giản và dễ dàng hơn không? Găng tay là mấy cái trang bị ưu tiên đầu tiên nhá. Câu hỏi đầu tiên rất là quan trọng, và em nghĩ rằng cần giải đáp cho anh em. Em cho em hỏi là cái lịch kia đây là như nào? Em xem từ mùa Vân Ca Quang Vinh rồi mà nhiều khi lịch khó hiểu quá. Thì Ad xin công bố như sau. Cái lịch Q&A ấy là trừ những hôm nào mà Ad làm video về các vị tướng được chỉnh sửa ở cái phiên bản mới ấy, thì tất cả những ngày buổi chiều hoặc là đôi lúc là buổi sáng thì đó đều là Q&A bạn hỏi Ad trả lời. Và thường là có Q&A ấy, Ad thường mở đầu một câu là: chào mừng anh em trở lại với chuyên mục Q&A bạn hỏi Ad trả lời. Điều anh em cần làm là gì? Đặt câu hỏi và cùng Ad chia sẻ. Không chỉ là Ad trả lời cho anh em đâu, mà các bạn khán giả của Tràm Game ấy, các bạn khán giả của Tràm Game, họ sẽ cùng anh em giải đáp và tranh luận về cái vấn đề mà các bạn đang mắc phải nhá. Xuống giúp bác Aoi thôi. Aoi ơi, đợi với bạn ơi. Mình mặc dù lên cái đôi giày Hermes rồi anh em ạ, nhưng mà ôi trời ơi, chạy chạy. Ui trời ơi. Mình thì sợ cái thằng Omen lock chưa một của mình, lock chưa một mình vào rồi nó xích mình trong trụ. Còn ông Omen ấy thì lại sợ mình sốc đam, thế à, cả hai cùng tốc biến. Mình thì sợ nó kéo chưa một xong đến xích mình ở trong trụ đâu anh em. Còn ông thì lại sợ ngược lại luôn ạ. Phải vào được này anh em ạ. Nhưng phải xem đã. Ui rồi thôi 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 thôi, con cóc kìa. Mùa này nên chơi Richter không Ad ơi? Richter thì vẫn chơi được bạn ạ. Chẳng qua là bây giờ chiêu 2 sửa rồi nên chúng ta cần phải chú ý hơn nhá. À đây rồi. Hôm trước mình vừa lên trên TikTok ấy, thấy nhiều anh em chia sẻ về cách combo nhanh, gọn lẹ của Ngộ Không. Đó là... sao? Cực kỳ đơn giản thôi anh em ạ. Đơn giản là khi các bạn tung combo của Ngộ Không ấy, tung chiêu ra xong là các bạn cứ đánh thường liên tục và tung chiêu spam. Ôi rồi thôi xong rồi. Rồi xong rồi anh em ạ, cái này thì chạy đằng rời ạ. Tức là anh em chỉ cần bỏ cái đánh thường, anh em bỏ cái phím di chuyển trong lúc anh em đánh thường và tung chiêu. Như vậy là combo nhanh rồi anh em. Tí sẽ test dừng cho anh em nhá. Ad ơi, em đang muốn leo đánh chiến tướng. Ad làm về các vị tướng thích hợp leo chiến tướng đi. Ok bạn nhá. Ad sẽ gửi đến cho anh em các vị tướng hợp meta leo đánh chiến tướng. Link comment ở dưới video nhá. Bởi vì Ad đó làm cái link video tận 1 tiếng cơ. À quên, cái câu hỏi đầu tiên của bạn hỏi về cái lịch Q&A ấy, có hỏi về quy, cách khắc chế quy và các vị tướng bị quy khắc chế, thì Ad đồng dạng ấy sẽ gửi đến cho anh em link các vị tướng khắc chế tất tần tật, các vị tướng hot để khắc chế luôn ở dưới phần ghim bình luận đầy đủ cho anh em nhá. Các bạn cứ yên tâm đi, chỉ cần các bạn đặt câu hỏi thôi. Không chỉ là Ad mà còn các bạn khác đấy, các bạn khác họ sẽ giúp cho anh em lý giải. Trời ơi, nhiều găng tay lắm rồi mấy ông ạ. Có thanh kiếm rồi, có rất là nhiều găng tay rồi nhá.
Ad ơi, giữa Superman và Wonder thì con nào đa năng hơn, hỗ trợ team tốt hơn vậy? Ad vẫn để một cái điểm cộng cho Superman. Wonder thì rất tuyệt vời rồi, cực kỳ đa năng luôn. Superman không phải là dạng vừa, nhưng mà nói về cái độ gọi là độ yêu thích ấy, thì Ad vẫn để một cái điểm cộng cho Superman bởi vì cái khả năng đột biến của nó. Còn Wonder khả năng băng xà thì rất là tuyệt vời rồi. Thích đổi trụ thì đổi thôi anh em. Người ta lấy trụ dưới và đẩy thêm một cái đường nữa thì mình sẽ xin luôn cái trụ mid. À đây 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 đây. Tưởng là ông Omenly độ nào anh em ạ. Lúc đầu là tưởng ông Omenly lắm cơ, không về cơ. Tính là tôi đập luôn cái trụ 2 rồi, nhưng mà thấy ông Omen về là phải chạy thôi. Bởi vì Omen là chính là một trong những vị tướng rất là khó chịu với Ngộ Không. Còn Ngộ Không mà gặp mấy con thể loại máu giấy như kiểu là Airi ấy thì phải đánh chớp nhoáng anh em nhá. Tức là phải dùng combo tung được cả vài gậy trong một tích tắc để cho thằng Airi nó không kịp trở tay luôn. Dạo gần đây leo rank chiến tướng thì anh em chơi Ngộ Không căng quá, đó là lý do vì sao mà S tập tành dần con Ngộ Không trở lại anh em ạ. Bởi vì bây giờ đi sâu đường là chuộng lắm anh em ơi. Đôi khi anh em nào ghét quá thì còn cấm luôn cả Ngộ Không cơ, không phải tự nhiên mà như vậy anh em ạ. S cho hỏi là có nên chơi zone với Joker để rank đấu không? Nếu mà bạn rank đấu ấy thì chắc chắn bạn không đưa câu hỏi này cho S, chỉ là em nghĩ là bạn ấy đang hỏi vui thôi. Thì theo S ấy thì zone với Joker thì S vẫn điểm cộng hơn cho con Joker nhá. Ấy làm gì đây? Phải chơi cấu rỉa thế anh em ạ. Chơi cấu rỉa thế thì mình mới chơi được với cái thằng Omen thôi. Chứ chơi khô máu là nó bật chiêu ai à, tôi chịu à. Đây đây đây. Bưởi. Không kịp, không đủ. Nó chạy nhanh và nó đổi máu với mình anh em ạ, nó đổi máu với mình. Cay thật đấy. Bởi vì cái chiêu của con Sinit ấy làm cái điểm rất là hay, tức là nó dù là đang ăn khống chế vẫn đổi được máu. Đấy, đây đây rồi anh em ơi. Lên. chạy. Căng thẳng quá. Mình phải an toàn là trên hết nhá. Khi mà đồng đội chưa vào được cùng mình thì an toàn trên hết thôi. Quan trọng gì đúng không nào? Sao theo lại được pick nhiều hơn zone dù chất tướng loại kiểu na ná nhau? Ok, câu hỏi rất là hay. Vụt chơi thôi anh ạ, vụt chơi thôi để thằng Joker giải quyết này. Bởi vì thằng theo nó có chiêu cuối, nó thể mở gank, nó thể trùng khống chế được. Giống như kiểu là tại sao Slim và Lavi ở đấu giải AAC được dùng nhiều, bởi vì nó có chiêu cuối và một thằng nó có chiêu một. Đấy, tuyệt vời không? Tức là nó khả năng mở gank và khả năng khống chế rất tuyệt vời thì họ ưu tiên dùng cái đấy. Như là Defog End đấy. Tủ là Tulen đấy nhá. Nhầm, tủ của nó là thằng theo đấy nha anh em nhá. Con theo nát ấy là tủ của Defog End luôn. Trận nào mà BO7 ở BO5 ấy thì ông cũng phải lôi vào oánh một vài trận đấy thì mới gọi là kia được. Giống như là 0322 ấy thì từng nổi danh với con Zone, cũng không phải dạng vừa, tức là Zone cũng là một tướng tủ của hắn ta. Thì Defog End của Thái Lan ấy, Burian rồi anh em. Thì đấy, họ cũng rất thích con đấy. Đấy nha anh em, là combo tích tắc này. Tức là khi mà combo ấy, anh em chỉ cần bỏ cái đánh thường ra được rồi, cài máu thấp nhất cho mình nhá. Cài máu thấp nhất cho mình và cứ thế mà vụt thôi, bởi vì chúng ta có nội tại phạm vi rất là to. Anh em nào mà không tin ấy, hay là anh em nào chưa quen tay ấy, cứ vào đấu luyện là vụt, đảm bảo ăn chắc luôn anh em ạ. Ad ơi, em chơi Zephyr mà gặp Eando nó biến quay biến lại phải làm sao đây? Thứ nhất, bắt bóng nó, ơi chơi nè. Ui chạy. Nó đổi máu mấy ông ạ, thành ra là phải lui ra một đoạn, không là bị nó sốc đam ngay, khổ quá. Nếu mà là vị tướng khác ấy, kiểu chẳng Thon ấy, là nó đi luôn, chứ không cần phải lăng nhăng. Đây rồi, úi giời ơi. Lùi lại đợi hồi chiêu nhá, lùi lại đợi hồi chiêu. Đây rồi, đợi thằng Omen nó hết chiêu 2 mình mới vào nhé anh em. Này thì bưởi, người ta bảo rồi phải cơ hội. Đây, vào giúp bạn đây. Vẫn chưa được mấy ông ạ, nổ chí mạng rồi nhưng mà chưa phê, hết lính rồi. Hơi bị nhọ nhá, trời ơi, cái pha này mà có lính là tôi đẩy tiếp à. Chắc là xuống đây để ăn nó cái trụ này đi, đập đang phê anh em ạ, đập đang phê. Đúng là cái kiểu là khi mà chơi Ngộ Không ấy là anh em nhớ bỏ cái tím di chuyển ra khi combo nhá, thì nó mới để nhanh gọn lẹ được. Anh cho em hỏi là có nên pick con Vera đánh cao thủ không ạ? Em thấy con này rất là hiệu quả với em. Nếu bạn cảm thấy hiệu quả và thuận tay cứ chơi thoải mái. Ad còn cầm Vera đeo chiến tướng thoải mái mà anh em, cứ thoải mái đi. Đấy nha anh em nhá, tích tắc luôn nè. Hai tích tắc, ok, hai tích tắc một tí. Nhân phẩm không được ngon đỉnh chóp anh em ạ. Cái pha đầu mà nhân phẩm tuyệt vời một tí là thằng Dart nó không có cử động được cái gì luôn á, nó không có biết cái gì trời đất luôn á. Ok, tiếp tục đẩy đường nhá, bởi vì team mình có Aoi và mình đẩy đường ấy, thành ra phải triển khai thôi. Trời ơi, cái ông Aoi này vào chậm vậy, vào sớm sớm để anh em cùng cùng giao lưu đúng không nào.
làm to lắm rồi mấy ông ạ. Bây giờ chỉ cần xác định mục tiêu là oánh ngay thôi. Đây, ui xùi ui, cứ phải vụt bôm bốp thôi, khen mới thích chứ. Nhiều anh em sẽ hỏi là tại sao rank chiến tướng mà người ta dạo này thích chơi Ngộ Không như vậy ấy. Thì nói thẳng luôn là nó đập phê anh em ạ, nó đập phê. Nắc đốt thì sao hết ơi. Ờ, đây. Ui dồi, căng không được anh em ạ. Pha này thằng Cóc nó hút căng quá, với lại thằng Thon nó ở đằng sau nó bắn được. Pha đấy mà đứng trụm lại thằng Thon nó thêm quả đạn xanh là toang ấy đà. Với S ấy thì Nắc đốt bản này vẫn chơi tốt nhá. Và các bạn sẽ ưu tiên lên đam để có thể cấu rỉa trước, sau đó để đồng đội có thể kiến tạo đằng sau thì rất tuyệt vời. Tôi đang đợi thời cơ anh em ạ. Tôi đang đợi thời cơ và đây là thời cơ chín muồi tôi. Mặc dù là chưa thêm được cái mạng nào nhưng mà cũng đã hỗ trợ được rất là nhiều đam trong đội rồi. Hồi máu nào. Anh em là thấy đập phê chưa? Mặc dù mình không phải là bét Ngộ Không nhưng mà đã đập phê thế này rồi. Mấy ông mà chơi bét Ngộ Không thì úi dồi ôi chứ nhở. Còn anh rồi nha mấy ông nha, còn anh rồi đấy. Giờ là đập thằng nào thằng đấy lên bảng luôn nè. Chúng ta chuẩn bị lên nốt cái dạo mệnh đi, bởi vì mình rất là sợ thằng Sinit nó đổi máu, khó chịu lắm luôn ấy. Chỉ cần là thằng khác thì cũng phải thằng Sinit đổi máu được là mình có thể đập nó luôn thoải mái, bởi vì kiểu Sinit nó cũng chỉ có tí bằng đi máu thôi mà anh em. Sợ nhất là vào đấy mình không sốc đan được, sau nó bồi trả lại đan thì rất là nguy hiểm. Khó thế nhở anh em. Nấp ở đây mà bọn nó không chịu ra cơ. Bọn nó vẫn lì anh em, bọn nó vẫn rất là lì luôn ấy. Bọn nó lì để mà đợi cái thằng Thon với thằng Sinit nó lết. Cày thật, kiểu này chắc phải dụ nó ra ăn con tà thần này thì mới có thể dễ dàng giải quyết được nha mấy ông nhá. Ăn luôn. Hơi khó nhở. Kiểu này là phải đợi Chrissy ra cấu đỉa trước để mà Joker cấu đỉa, sau đó mình sẽ lựa chọn thời điểm, lựa chọn thời cơ để mà vụt bọn nó. Một số trận đấu ấy thì mình có lên phức hợp cho Ngộ, nhưng mà một số trận đấu mình lại không thích lên phức hợp. Đấy. Tức là tùy theo trận đấu thôi. Kiểu khi nào mình kiểu thích muốn dồn đam, sốc đam các kiểu ấy thì mình sẽ lên phức hợp nó khá là tốt. Ôi giời, thôi xong rồi. Toang. Đi vòng bắt thằng Thon. Trời ơi, cái thằng Thon nó tốc biến đi rồi anh em ạ. Thôi rồi, được ơi. Sai thế nhở. Hơi sai anh em ạ. Nhưng mà thật là may mắn khi mà mình đẩy, người ta gọi là đẩy đường rất là cao đấy anh em. Thì pha vừa rồi mới may là cũng bị thua sạch đấy, cũng là toang toác đấy. Nên nếu các bạn cứ để đường cao ấy thì cứ thoải mái đi, sẽ chơi hơn dễ dàng hơn rất là nhiều. À, cái thằng Rat kia. Được không bạn ơi? Ui dồi ôi, căng thẳng vậy. Anh Rat đâu rồi? Anh Rat ơi. Thằng Rat đi đâu nhỉ? À, trời đậu, nó ở dưới này anh em ơi. Trời ơi, được không? Úi sợi ơi, mình xin nhá. Win chặt rồi anh ạ, win chặt. Bạn ơi, giải quyết còn lại đi. Ok nhá. Quá là thơm luôn mấy ông ơi. Rồi ok, còn lại mỗi mình thôi anh em ạ. Ok, sẽ tái hiện cho anh em combo chấm mắt lên cái trụ nhà chính ấy nhá. Đừng để cho mất lính. Đấy, tạch đấy. Bò phí di chuyển ra và thế mà đập thôi nhá. Và đó là Ngộ Không nhá. Đánh chiến tướng bây giờ không hiểu sao người ta chuộng như vậy.